Tiếp theo đến mẫu chuyện 45, muốn gặp thầy. Giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài rày, gặp mà tăng. Thuở đức thầy mới khai đạo năm 1939 tại tổ đình thánh địa Hoàng Hảo. Một hôm ngài đang đứng trước sân nhà ông Nguyễn Duy Hinh, phía dưới tổ đình khoảng 200 mét. Lúc đó có mặt các ông Nguyễn Duy Hinh, Lê Văn Diệp, Ngô Ngọc Chơn và một số đồng đạo khác. Đức thầy nhìn hết mọi người nói: bây giờ các ông là bà con thân tộc của tôi, và cũng là tín đồ lớn nữa vì quy y trước. Nhưng sau này tôi sẽ vắng mặt một thời gian, khi tôi trở về chưa chắc gì các ông được gặp tôi, nếu các ông không chịu tu. Ngừng lại một phút, ngài nói tiếp: sau thời gian vắng mặt đó tôi sẽ trở về, lúc ấy không phân biệt người dân hay thân tộc, cũng không luận tín đồ lớn hay nhỏ, hoặc già trẻ sang hèn sau trước. Nếu ai tu hành đúng theo giáo lý của tôi, tất được gặp tôi, bằng không sẽ bị bàn lọc tạo hóa lọc ra trước. Nghe đức thầy nói đến đây, ai nấy đều tỏ nét trầm ngâm suy nghĩ, như quyết chạm khắc lời giáo huấn ấy vào tâm tư, thuật theo lời ông Lê Văn Diệp. Phụ bà, đọc chuyện trên chúng ta có thể rút ra bài học quý giá. Một, định luật xoay vòng của tạo hóa. Đức thầy muốn cho tín đồ hiểu biết về định luật thăng trầm của dòng đời và cuộc bi quan ly hiệp của vạn vật trong thế gian. Dù đời hay đạo cũng thế, đời cùng đạo bi quan ly hiệp. Cho nên ngài mới nói: sau này tôi sẽ vắng mặt trong một thời gian. Vậy thì chỉ vắng mặt một thời gian, chớ chẳng phải vắng luôn, mà ít lâu ta cùng trở về, khuyên cùng bốn đạo chứ hề làm sao. Ngài cũng tác động niềm tin nơi mọi người. Hiền lành chừng đó sung dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Cho nên càng qua dân chúng chớ buồn lo, tức đứng chờ ta chốn hẹn hò. Tiếng canh Phật hoàng cầu đến đó ăn cùng nó. Hai, chân lý thực tế. Giáo lý của đạo Phật tuy cao sâu và màu nhiệm vô cùng, nhưng cũng rất thực tế và công bằng đáo để. Nghĩa là ai có học mới thông, có hành trì mới chứng đắc. Cũng như mọi người trong thế gian, có làm mới có ăn, và có ăn mới no, có ngủ mới khỏe. Bằng ai không thực hành, ắt khó mong thành quả. Ai mà ta dạy chẳng dinh, thì sao đừng trách mất tình. Vì thế đức thầy mới luôn dặn dò: ai có thực hành theo giáo lý của ngài mới đặng gặp ngài. Ba,
tinh thần bình đẳng trong đạo Phật. Xưa Đức Phật từng bảo, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Thầy nay cũng dạy, các chúng sanh đều có như ta. Cho nên lòng từ bi bình đẳng của Ngài bao la vô bờ bến. Dù đối với môn đồ hay giảng loại chúng sanh cũng thế, Ngài không hề phân biệt giai cấp, thân sơ hay sang hèn sao trước. Giàu sang nghèo khó cùng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Hoặc là đâu đâu ba tánh cùng con lành, thầy dạy cho đều khắp chúng sanh. Bốn, các cuộc thi lọc. Xưa nay từ trường đời đến cửa đạo, sau thời gian tu học, môn đồ đều phải trải qua các kỳ thi cử. Nếu có thi tất có chọn lọc, thấp cao đầu rớt. Đời thì thi tri thức, văn chương, toán hóa, đạo. Chẳng những thi cả hạnh đức trí tuệ, mà còn phải thi với bao nghịch cảnh, dục trần, danh lợi tình, câu nhữ. Nào vật chất cuốn lôi, tà sư quyến rũ. Nào các lần pháp nạn, dài dặc thời gian. Song dù các sự trạng ấy xảy ra như thế nào, hành giả vẫn bền lòng kiên nhẫn và đủ trí dũng vượt qua, nên được vô cùng quý giá thi đậu. Bằng ngược lại, ắt bị rớt, tức bị lọc ra. Bây giờ bạc lùn dưới chì, nửa sau lọc lại dứt tì cùng chê. Và do đó Đức Thầy mới nói, nếu ai tu hành đúng theo giáo lý của tôi, tất được gặp tôi. Bằng không sẽ bị bàn lọc tạo hóa lọc ra trước. Và nếu không tu chừng khó ai cùng ơn, đừng có trách sao không chỉ bảo ơn. Hiện giờ tuy ba cụ già trong câu chuyện kể trên không còn, nhưng chúng tôi tin chắc ba ông chẳng bao giờ mất. Bởi xác tuy mất, hồn thiên chẳng mất. Nam mô A Di Đà Phật.